Vy và các bạn, những cơn mưa ở Nam Bộ cũng như thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã dứt hẳn. Thay vào đó, trời nắng nhiều, đúng với tính chất của mùa khô. Nhiệt độ lúc 13 giờ đã tăng thêm 2 độ so với ngày hôm qua, lên là 33 độ, cảm giác nóng lên. Dự báo trạng thái nắng khô sẽ kéo dài ít nhất 4 ngày tới ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệt độ có thể tăng thêm 1 độ vào Chủ nhật, từ 33 lên 34 độ. Trời khá nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Không riêng gì ở thành phố Hồ Chí Minh, ngày mai khắp các tỉnh thành miền Đông sang miền Tây Nam Bộ cũng có nắng cả ngày. Nóng nhất là ở Đồng Nai với nhiệt độ 34 độ. Còn lại ở Cần Thơ và các nơi khác dao động trong khoảng 31 cho đến 33 độ. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa cảnh báo gió đông bắc cấp 6, sau đó tăng cấp lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Còn huyện đảo Trường Sa gió khoảng cấp 4 cho đến cấp 5, mưa giảm xuống chỉ còn ở một vài nơi và tầm nhìn xa trên 10 km.